Và sự lựa chọn cuối cùng được đưa ra đó là Ahri. Lâu lắm rồi thì chúng ta mới thấy Optimus sử dụng Ahri ở khu vực đường giữa. Nhưng tôi nghĩ rằng phần nhiều trong trận đấu này sẽ là Stark, bởi đó là một trong những cái cú mở giao tranh dễ dàng và bất ngờ nhất. Đây là một pha thi đấu nếu như đánh nhau ở hang rồng sẽ là một thứ không quá tuyệt vời dành cho Gigabyte Marine. Con rồng bị cướp và rất tuyệt vời với điểm chiến công đầu luôn dành cho Adi, gần 2.000 tiền. Tiến sang phần rừng đối phương rất chủ động tấn công. Đấy, nhưng đây là một pha tấn công sai lầm tới từ Levi. Thùng rượu nổ được thả ra và né thành công cú đại băng tiễn. Và tôi nghĩ rằng sẽ là những tình huống tương đối khó khăn cho Optimus để có thể phòng thủ. Nhưng Oddi rất đáng tiếc, rất đáng tiếc không phải là điểm hạ gục dành cho Slay. Nhưng phi hồ kết hợp thêm cả đây lưng Hextech để ngăn cản khả năng đẩy của đối thủ. Combo rất tốt bởi hai thành viên kia by Marine, đặc biệt đó là pha chói mở đầu giao tranh tới thì Achi kết hợp thêm con rồng tiếp theo sắp hồi lại rất nhanh chóng khi Oddi lao vào và tấn công vào Optimus. Pha chiều cuối của Slay lại lần nữa không trúng được và mục tiêu nó đi. Và nhưng không sao, tôi mong rằng là những pha thi đấu tiếp theo sẽ trở nên tuyệt vời hơn. Huôn gió nó thành công nhưng Seiya đã thanh tẩy rất nhanh. Giờ thì chỉ với 3 thành viên như thế này thì chắc là sẽ không có những pha lo lắng rằng đối phương có thể ăn được Baron tới từ Leon Gaming. Lao ra Achi là người bị tấn công và có luôn chiêu cuối hết. Thành công đó đi lên cú sút và cả cú xoáy nữa không được rồi. Hòa gục thành công được Zyra của Achi. Đối phương đang muốn ăn con Baron này, một con mắt được cắm ra. Oddi mất tương đối nhiều máu, anh ta lùi lại. Cú dịch chuyển của Grass trong tay Stark, anh ta sẽ xuống, chắc chắn sẽ xuống. Nhưng có muốn cướp hay không? Không cướp được con Baron này. Stark lên bảng đếm số nhưng giao tranh đang có lợi hơn cho các thành viên Gigabyte Marine. Họ ăn được điểm hạ gục thứ 3, thứ 4, hai cái trụ ở khu vực đường giữa. Và bây giờ khi tình thế đặt về là họ chỉ phòng ngự một trụ thôi. Achi chói được Oddi, anh ta vòng ngược về, có đồng đội ở quanh đó. Nhưng cú đại băng tiễn đã tới. Thôi Optimus đành nhìn người đồng đội Achi lên bảng điểm số. Optimus rất mạo hiểm dấn sâu sang phần rừng nhà đối thủ đang bị quay bắt bởi ít nhất là 3 thành viên của Leon Gaming. Và cơ hội để thoát thân dường như là quá mỏng manh rồi. Optimus đang muốn làm gì đây? Anh ta đang muốn tìm đường thoát thân nhưng không có. Anh ta đâm thẳng vào nhà của đối thủ, lấy đi được càng nhiều chỉ số lính càng tốt. Anh ta vòng thẳng xuống phía dưới. Dưới câu giờ để cho những người đồng đội của anh ta có thể ăn được cái trụ một ở khu vực đường dưới kia. Một khoảng thời gian câu kéo rất dài. Khăn giải thuật đã có trên người của White Lotus. Anh ta lên khăn giải thuật cực kỳ sớm luôn. Thì cái chất tướng Kha'Zix chỉ cần thêm sự hỗ trợ của Orianna nữa thôi, hoàn toàn là khả năng solo hai người ăn được con Baron một cách khá là đơn giản. Và đây sẽ là tình huống cướp rồng, cướp thành công đến từ Levi và thoát ra. Wow, rất an toàn với cái rát tâm linh như thế kia và với cái nội tại của anh ta. Con Baron đang được kiểm soát rất tốt bởi Gibby Marine. Họ biết rằng đối thủ không có tầm nhìn từ cái mạn đường này di chuyển vào, nhưng có ưng tiễn và cần phải cẩn thận với những tình huống ưng tiễn. Con Baron đang được ăn rất nhanh, chưa có ưng tiễn nhưng Kha'Zix đang tiến tới rất tốt. Có Baron, wow, cho Gibby Marine một tình huống kiểm soát thành công tầm nhìn của đối thủ. Lại lần nữa, đó là đại băng tiến, không hòm bảo như kêu. Achi không cách nào để thoát ra được cả. Đây là một việc dễ dàng thôi. Và con Baron sẽ được nhắm tới. Nhưng đối với Gibby Marine, đó là con rồng ngàn tuổi. Họ đang tấn công, ăn rất nhanh. Shen đang tiến tới để ngăn cản. Trong khi đấy phía bên kia, con Baron cũng được bào đi với tốc độ cực kỳ lẹ bởi Leon Gaming. Như vậy chúng ta sẽ thấy là một cuộc đấu, nhưng mà Shen đang có thể bị bắt lại. Đây là tình huống nhìn ra đến từ Optimus. Anh ta giờ thì đây là một pha di chuyển chiến thuật khá hợp lý. Họ đang vòng lên, họ phát hiện ra Kha'Zix của Oddi ở ngay đây. Nhưng Kha'Zix của Oddi đồng thời cũng đã phát hiện ra tình huống thi đấu này, vòng qua muốn tìm Oddi. Sóng âm chính xác lướt lên từ Ahri, hôn gió chính xác thành công. Có khăn giải thuật lao vào, nhất thống đến từ Shen sắp tương rồi và không đủ đến từ các thành viên đội tuyển Gibby Marine. Rất nguy hiểm, cần phải lùi về ngay. Đại ông thủy thả ra chúng nhưng không làm được gì. Như đã nói, bùa lợi Baron tồn tại lâu hơn so với bùa lợi rồng ngàn tuổi. Stark tìm được Oddi, anh ta cố gắng dùng chiêu cuối nhưng đấy đều là những người có tốc biến. Hồi sau, đại băng tiễn chúng và Slay có khăn giải thuật. Xe đang về lao vào, bật luôn công kích hoàng hồn lên không bảo hộ linh hồn thì chuẩn xác hơn. Hất rất tốt đến từ Zyra và Zeron. Cú xoáy đẹp từ Orianna quay ngược trở lại tấn công. Wildot bắn tốt nhưng các thành viên đội tuyển Gibby Marine quyết định là lùi về khi đối phương vẫn còn bùa lợi Baron trên người. Cú dịch chuyển đến giao tranh Stark. Và nó sẽ là tình huống ép giao tranh. Wildot là người bị hướng tới
pha đẩy ngược chỉ được Gentix mà thôi, và Stark đang gặp nguy hiểm, anh ta bị đánh rất nhiều. Xoay đá luôn Saya về. Saya bốc hơi. Và Wyatt là người tiếp theo nằm xuống khi Slay đang được bắn thoải mái. Tốc biến đến Zeron. Về bên kia, Gentix nằm xuống. Ép giao tranh rất tuyệt vời đến từ Gear by Marine. Sức ép đến từ Sen cùng với Kha'Zix là không nhiều. Những thành viên này không hề có khả năng xóa sổ đi những chỉ số lính. Hoàn đây đồng ý. Chắc chắn sẽ là chiến thắng thứ hai của Gear by Marine tại MSI. Bắn rất đau đó là Slay. Và một khi anh ta đã được bắn thì không thể nào chống chịu lại được. Đó là các thành viên Liều không mình. Có cơ hội. Kha'Zix đang cố gắng cản lính, nhưng tầm này không có lính thực ra là hơi căng dành cho Slay, nhưng anh ta vẫn sẽ bắn thẳng vào nhà. Anh ta sẽ phá nhà, có những đơn vị lính tới, và đó sẽ là chiến thắng thứ hai liên tiếp dành cho Gigabyte Marine.